Theo đó, vài ngày trở lại đây, các thương lái Trung Quốc đổ xô đi săn mua cá liềm kiềm tươi tại nhiều địa phương. Sau khi khảo sát, thương lái còn đặt cọc trước cho đại lý và hiện việc thu mua loại cá này đã mở rộng xuống nhiều địa bàn trong tỉnh Cà Mau. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân huyện Thới Bình cho biết, khi có thông tin này, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cũng như chính quyền địa phương theo dõi nắm tình hình để kịp thời có định hướng cho người dân. Theo nhiều người dân, cá liềm kiềm là loại cá sông thích nghi với môi trường nước ngọt lẫn nước lợ. Đây là loại cá bỏ đi, ít được người dân đánh bắt và chế biến.